Thưa quý vị và các bạn, văn hóa tín ngưỡng không chỉ có giá trị thuần túy về mặt tinh thần, mà còn là cách để mỗi người ứng xử, thích ứng với gia đình, cộng đồng và xã hội. Và trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, biết trân trọng giá trị truyền thống sẽ giúp con người nhận thức đúng đắn, sống có trách nhiệm. Yêu văn hóa dân tộc Dao Đỏ, ông Tần A Nhị luôn trân quý những trang sách cổ của dân tộc mình. Với ông, sách cổ không chỉ là nguồn tư liệu, mà còn là chìa khóa để mở cánh cửa nghiên cứu văn hóa của người Dao. Vì thế với ông Nhị, việc dạy lớp trẻ học chữ cũng là dạy cách làm người. Ở đây có sách, học những cái để biết tôn trọng bố, tôn trọng mẹ, tôn trọng anh em, tôn trọng họ hàng, để biết cái gì sai, cái gì không sai. Cái quyển đấy là người ta dạy cực kỳ chuẩn mực. Mỗi trang sách cổ chứa đựng những kinh nghiệm từ cách ứng xử trong các mối quan hệ xã hội, trong lao động sản xuất, đến phong tục, nét đẹp trong đời sống văn hóa, nghi lễ của người Dao. Nét đẹp cổ xưa ấy nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Trong đó có những cuốn sách dạy về chăn nuôi, dạy về canh tác, có những cuốn sách họ dạy về cách làm người, có những cuốn sách thì họ dạy về các cái nghi lễ. Trong quá trình di cư người ta bỏ rất nhiều thứ, nhưng sách cổ không bao giờ bỏ lại. Với 25 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc của Lào Cai đều có bản sắc văn hóa, phong tục tập quán riêng. Vậy nên song song với việc bảo tồn là câu chuyện hội nhập. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nghị quyết số 09 của tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025. Cái việc mà nghiên cứu sâu về đời sống văn hóa tộc người sẽ giúp tìm ra những cái hạt ngọc điển hình để làm thế nào chúng ta nghiên cứu nhào nặn nó để trở thành một cái sản phẩm văn hóa gọn, cô đọng để làm gì? Để đưa nó ra phục vụ cho du khách, để du khách hiểu được các cái giá trị mà tộc người đó có. Việc đánh thức di sản phải bắt đầu từ các chủ thể văn hóa. Mỗi người, mỗi cộng đồng dân tộc luôn có ý thức tìm hiểu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thì những giá trị đó sẽ trường tồn trong dòng chảy hiện đại, tạo động lực cho sự phát triển.